Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi Hàng Ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn, thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi Hàng Ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, giá heo hơi ghi nhận trong ngày hôm nay ở một số địa phương thuộc thị trường miền Nam có xu hướng giảm mạnh. Có những địa phương chỉ còn mức giá 51 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Đơn cử một số địa phương như Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu hay đối với tỉnh Kiên Giang đang dao động trong mức giá thấp nhất này. Nhiều người lo lắng trong thời gian tới, công ty cổ phần chăn nuôi CP ở cả thị trường miền Bắc và miền Nam sẽ tiếp tục có sự điều chỉnh. Hiện nay, mức bình quân giá heo hơi cả nước đã giảm về 54,3.000 đồng trên 1 kg. Tại đất nước Trung Quốc, chương trình thu mua tạm trữ vào kho dự trữ quốc gia 20.000 tấn thịt cũng không thể giải cứu được giá heo hơi của đất nước này khi mà xu hướng giảm đã quay trở lại. Hiện giá heo hơi của Trung Quốc còn thấp hơn so với mức bình quân tại đất nước của chúng ta, hiện nay chỉ còn mức giá 52,3.000 đồng trên 1 kg theo giá quy đổi. Trong ngày hôm nay, giá heo hơi ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc, miền Trung và các tỉnh ở thị trường miền Nam hầu như ít có sự biến động. Tuy nhiên, nhiều địa phương giá heo khá thấp, chỉ ở mức 53.000 đồng trên 1 kg. Có những địa phương cao thì ở mức 55 cho đến 56.000 đồng, nhưng chủ yếu rơi vào những đàn heo đẹp. Nhiều địa phương ở khu vực Trung Du và miền núi trong ngày hôm nay cũng có mức giá bình quân từ 54 cho đến 55.000 đồng. Những đàn heo đẹp báo giá trên địa bàn khu vực Thái Nguyên có mức giá 55.000 đồng trên 1 kg. Bắc Giang cũng ở 55.000 đồng. Tuy nhiên, khu vực Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ hay đối với khu vực Tuyên Quang trong ngày hôm nay, đa phần các hộ chăn nuôi báo giá 54.000 đồng trên 1 kg. Thậm chí khu vực Yên Sơn của tỉnh Tuyên Quang 53.000 đồng. Đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay, hầu như không có sự biến động nhiều. Một số địa phương ở khu Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đạt bình quân 54 cho đến 55.000 đồng. Vẫn có nhiều nơi báo giá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 56.000 đồng trên 1 kg. Khu Quảng Bình, Quảng Trị có mức giá khá thấp. Trong ngày hôm nay, nhiều nơi báo giá ở khu Quảng Trị chỉ đạt mức giá từ 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Huế cũng gần như tương tự. Trong khi đó, mức bình quân ở các tỉnh thuộc thị trường miền Nam Trung Bộ ngày càng thấp đi. Khu Quảng Nam, Quảng Ngãi không có sự biến động trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, Bình Định và Phú Yên, các hộ chăn nuôi chỉ báo giá 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Bên cạnh đó, nhiều địa phương ở khu Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng có mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong ngày hôm nay, hộ chăn nuôi báo giá 53 cho đến 54.000 đồng. Lâm Đồng thì ở mức giá nhỉnh hơn. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, đặc biệt là đối với thị trường miền Tây Nam Bộ, phổ biến mức giá dao động từ 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Đơn cử một số địa phương như Sóc Trăng, Kiên Giang hay khu vực Hậu Giang, Cần Thơ có mức giá 53 cho đến 54.000 đồng. Bến Tre trong ngày hôm nay, nhiều nơi đã xuất hiện mức giá 52.000 đồng trên 1 kg. Mức giá được cho là thấp nhất trong vòng 3 tháng qua. Thay đối với khu Bình Dương và Bình Phước không có sự biến động, nhiều nơi vẫn phổ biến mức giá 54 cho đến 55.000 đồng. Tuy nhiên, những đàn heo đẹp có nhiều mức giá này, những đàn heo xấu thì ở mức 53.000 đồng trên 1 kg. Và chi tiết theo ghi nhận, giá heo được cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở khu vực miền Bắc trong ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội có mức giá bình quân đạt từ 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Ở khu vực Ứng Hòa của thành phố Hà Nội trong ngày hôm nay đạt 55.000 đồng, Ba Vì 54.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Đan Phượng trong ngày hôm nay cũng đạt mức giá 54.000 đồng. Hải Dương phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá khu Cẩm Giàng, Thanh Miện của tỉnh Hải Dương đạt bình quân 54.000 đồng. Hải Phòng ở mức 54 cho đến 56.000 đồng. Trong khi đó, Hưng Yên trong ngày hôm nay bán cho lái mổ địa phương được mức giá 55.000 đồng như cục Khoái Châu hoặc là thành phố Hưng Yên. Vĩnh Phúc ở mức 54 cho đến 55.000 đồng trong ngày hôm nay. Ở huyện Sông Lô và Lập Thạch của tỉnh Vĩnh Phúc, hộ chăn nuôi đang báo giá trong vùng này. Bắc Ninh phổ biến mức giá 55.000 đồng trên 1 kg. Khu Lương Tài của tỉnh Bắc Ninh có mức giá này. Nam Định,
Ninh Bình cũng ở mức 55.000 đồng. Đặc biệt, nhiều hộ chăn nuôi báo giá trên địa bàn huyện Kim Sơn của tỉnh Ninh Bình đang phổ biến mức giá này. Theo ghi nhận trong ngày hôm nay, tỉnh Hà Nam phổ biến mức giá 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg, như khu vực Kim Bảng của địa phương này có mức giá 53.000 đồng. Thái Bình phổ biến mức giá 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Hưng Hà của tỉnh Thái Bình, nếu như tuần vừa qua có mức giá 57.000 đồng thì nay chỉ còn mức giá 54.000 đồng trên 1 kg. Bên cạnh đó, nhiều địa phương ở khu phía Tây Bắc có mức giá bình quân 56.000 đồng như Hòa Bình 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Những đàn heo đẹp ở khu Tân Lạc và Lạc Thủy có mức giá 56.000 đồng là cao nhất. Điện Biên và Lai Châu đạt mức giá 56 cho đến 57.000 đồng. Khu Sơn La trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá khu Mai Sơn của tỉnh Sơn La đạt bình quân 55.000 đồng. Khu vực Phú Yên 56.000 đồng trên 1 kg đối với heo đẹp. Lợn đen ở khu này thì có mức giá cao hơn các bạn nhé. Còn đối với một số địa phương ở khu Trung Du và miền núi như khu Thái Nguyên, heo đẹp có mức giá 55.000 đồng. Phú Thọ 54.000 đồng trên 1 kg. Đoan Hùng, Phú Ninh đang phổ biến mức giá 54.000 đồng. Bắc Cạn trong ngày hôm nay có mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Ở huyện Ba Bể của tỉnh Bắc Cạn, các hộ chăn nuôi báo giá bình quân đạt 54.000 đồng trên 1 kg. Tuyên Quang 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Khu Yên Sơn, nhiều hộ chăn nuôi chỉ báo giá 53.000 đồng. Quảng Ninh có mức giá 54 cho đến 56.000 đồng. Lạng Sơn phổ biến mức giá 55.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Lào Cai và Yên Bái có mức giá 54 cho đến 55.000 đồng. Ghi nhận khu vực Lục Yên của tỉnh Yên Bái trong ngày hôm nay, bắt lẻ chỉ có mức giá 54.000 đồng trên 1 kg. Hà Giang 55.000 đồng. Khu vực Cao Bằng phổ biến mức giá 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Và Bắc Giang cũng có mức giá như vậy, 54 cho đến 56.000 đồng. Trong khi đó, một số địa phương ở khu miền Trung như Thanh Hóa phổ biến mức giá 55 cho đến 56.000 đồng. Nhiều nơi như khu Vĩnh Lộc báo giá 55.500 đồng trên 1 kg. Nghệ An có mức giá 54 cho đến 55.000 đồng. Hà Tĩnh trong ngày hôm nay không có sự biến động với mức giá bình quân 54 cho đến 55.000 đồng đối với những đàn heo đẹp. Heo xấu nhiều nơi chỉ báo giá 52.000 đồng. Quảng Bình và Quảng Trị trong ngày hôm nay nhiều nơi báo giá 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Huế phổ biến mức giá 51 cho đến 54.000 đồng. Trong khi đó, các tỉnh ở thị trường miền Nam Trung Bộ như Quảng Nam, Quảng Ngãi 53 cho đến 55.000 đồng. Bình Định trong ngày hôm nay, khu vực Phú Cát và Hoài Nhơn của tỉnh này báo giá 53.000 đồng trên 1 kg. Phú Yên 53 cho đến 54.000 đồng. Khánh Hòa trong ngày hôm nay đạt bình quân 54.000 đồng trên 1 kg. Ninh Thuận và Bình Thuận mức giá bình quân từ 53 cho đến 55.000 đồng. Trong khi đó, các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên như Gia Lai 54.000 đồng. Khu vực Kon Tum phổ biến mức giá 53.000 đồng trên 1 kg. Đắk Lắk cũng có mức giá tương tự 53.000 đồng. Trong khi đó, Lâm Đồng 53 cho đến 55.000 đồng. Đắk Nông trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, đặc biệt là đối với các tỉnh ở thị trường miền Đông Nam Bộ, hầu như không có sự biến động. Đồng Nai vẫn phổ biến 54 cho đến 55.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự. Bà Rịa Vũng Tàu 55.000 đồng trên 1 kg. Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh có mức giá 53 cho đến 55.000 đồng, như khu Phú Giáo của tỉnh Bình Dương đạt bình quân 54.000 đồng. Bến Cầu của Tây Ninh trong ngày hôm nay có mức giá 54.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, các tỉnh ở khu vực miền Tây Nam Bộ như Sóc Trăng 53.000 đồng, khu Trà Vinh phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Cà Mau trong ngày hôm nay dao động mức giá 54.000 đồng trên 1 kg. Kiên Giang cũng có mức giá 54.000 đồng. Trong khi đó, ở khu Cai Lậy của tỉnh này phổ biến mức giá 54.000 đồng trên 1 kg. An Giang 55.000 đồng. Khu Bạc Liêu có mức giá 53.000 đồng. Long An 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Long trong ngày hôm nay, một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Long Hồ có mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Đồng Tháp 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Hậu Giang có mức giá 53.000 đồng. Bến Tre trong ngày hôm nay có mức giá khá thấp. Ở khu Mỏ Cánh Nam của tỉnh Bến Tre, các hộ chăn nuôi báo giá 52.000 đồng. Cần Thơ đạt 54.000 đồng trên 1 kg.
Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.